Bạn đang tìm kiếm giải pháp cho những nếp nhăn đáng ghét hay tình trạng đổ mồ hôi quá nhiều? Liệu pháp Toxin Botulinum chính là vị cứu tinh mà bạn đang cần? Liệu pháp Toxin Botulinum là gì? Đây là phương pháp điều trị da liễu thẩm mỹ. Toxin Botulinum còn gọi là Botox, một loại protein tinh chế làm tê liệt tạm thời các cơ mặt, giúp giảm nếp nhăn và trẻ hóa làn da. Công dụng: xóa mờ nếp nhăn trán, nếp nhăn giữa hai chân mày, nếp nhăn đuôi mắt, vết chân chim. Điều trị đổ mồ hôi quá nhiều, nách, lòng bàn tay, lòng bàn chân. Hỗ trợ điều trị các vấn đề khác, đau nửa đầu mãn tính, co thắt cơ nghiêm trọng. Liệu pháp hoạt động như thế nào? Botox hoạt động bằng cách ngăn chặn tín hiệu thần kinh đến cơ, khiến cơ thư giãn và giảm co lại. Nhờ vậy, nếp nhăn được làm mờ và làn da trở nên mịn màng hơn. Quy trình điều trị: bác sĩ da liễu sẽ đánh giá tình trạng da và mức độ nếp nhăn của bạn. Vệ sinh vùng da cần điều trị: tiêm Botox trực tiếp vào các cơ mặt cần thiết. Quy trình diễn ra nhanh chóng, ít đau đớn và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Hiệu quả có thể nhìn thấy sau 3 đến 5 ngày và duy trì trong 3 đến 6 tháng. Sau khi hết tác dụng, bạn có thể lặp lại liệu trình để duy trì kết quả. Lợi ích: an toàn, hiệu quả cao. Không xâm lấn, không cần thời gian nghỉ dưỡng. Mang lại làn da mịn màng, trẻ trung. Liệu pháp Toxin Botulinum là lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn cải thiện nếp nhăn, giảm đổ mồ hôi và sở hữu làn da trẻ trung. Lưu ý: tham khảo ý kiến bác sĩ da liễu trước khi thực hiện liệu pháp. Không sử dụng Botox nếu bạn đang mang thai hoặc cho con bú.